Chào mừng em đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh tư vấn mua điện thoại. Hôm nay mình sẽ test game trên chiếc máy Oppo Reno 3. Liệu với con chip Helio P90 sẽ cho chúng ta trải nghiệm game như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này nhé. Trước khi vào game thì mình sẽ là vào ứng dụng AutoTu. Số điểm là đâu đó khoảng là 204.000 điểm. Nhiệt độ pin là 38 độ C. Phần trăm pin lúc này là 6%. Ở game đầu tiên mình sẽ test đó là Liên Quân Mobile. Mình sẽ là đo đồng hồ xem là thời gian nó load vào game là mất bao nhiêu nhé. Ok, mất khoảng tầm là 31 giây. Mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Với chiếc máy này thì anh em có thể là bật được mask setting hết luôn nhé. Ok, mình đã vào game. Trải nghiệm ban đầu của mình trên con máy này là nó khá là mượt, không có hiện tượng lag giật gì hết. Thì với đồ họa mask setting thì về cái mức là hình ảnh thì chúng ta khỏi phải bàn rồi, nó rất chi là đẹp luôn. Khi chúng ta đi vào bụi cỏ thì cảm nhận được bụi cỏ nó rung. Đó, thấy hoa luôn. Nói chung về phần đồ họa là đánh giá là ở mức cao nhất rồi. Mức FPS hiện giờ là 60. Xem bạn vào cướp rừng này. Láo nhỉ. Các bạn nghỉ rừng này là của bạn à? Ui, cứu. Thì với cái mức đồ họa là đẹp như thế này thì nó cũng sẽ là thích hợp cho những bạn là thiên về đồ họa nhiều. Với lại khi đồ họa nó đẹp như thế này thì cũng khi chúng ta chơi nó cũng sẽ là chân thật và là sướng hơn. Cảm giác bây giờ nó vẫn rất là mượt. Mình sẽ là nấp đây đợi con mít đi qua. Đây rồi. Ui da, tốc biến kìa. Ui, thôi anh ơi. Tha mạng anh ơi. Suýt chết. Thì lúc mình giao tay thì mức FPS nó vẫn là giữ nguyên mức là 60. Rất là ok luôn.
Mình xin nhận xét khả năng chiến liên quân trên chiếc máy Oppo Reno 3 này là rất tốt luôn. Đồ họa thì rất đẹp, rất sướng mắt. FPS thì nó ổn định, dao động từ khoảng là 60-61. Khi chúng ta giao tranh nhiều quá thì có chăng một vài tình huống nó sẽ là tụt xuống 59. Tóm lại là mức FPS rất ok luôn. Từ game tiếp theo mình sẽ test đó là PUBG Mobile. Mình sẽ đo thời gian load vào game là hết bao nhiêu. Mình nghĩ chắc là nó mất tầm 25 giây. Thời gian load vào game là tầm 26 giây. Mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Với chiếc máy này thì tốc độ khung hình chúng ta không thể lên là max setting được. Đồ họa đương nhiên rồi, mình sẽ để ở mức 10. Tốc độ khung hình thì là cực cao. Khử răng cưa bật. Tăng độ sáng một xíu đi. Ok, vào game thôi. Thì mình cảm nhận được là các thao tác ở phòng chờ vẫn rất là mượt. Ok, không có tình trạng khựng giật gì nhé anh em. Khi nhảy dù thì vẫn rất là ổn áp luôn. Mình sẽ nhảy ở khu vực bot cam đi. Tuy thì bắn ngu nhưng mà nhảy bot cam thì mới có nhiều giao tranh được. Mình cảm thấy hình như là nó vẫn có một chút xíu gì đó là hơi khựng gì cả. Ok, knock được một em. Gạt gió luôn. Cái gì đấy? Ui, mình bấm hụt nút bắn hay gì không bắn được. Chỉ là một con bot. Gạt giò bot luôn. Ây. Mình thì không mang tai nghe nên là không biết được địch ở đâu cả anh em ơi. Thấy rồi nha. Một thanh niên rất tỉnh. À, mình có bom này.
chết chết anh em ơi. Ui da, chết rồi. Thì mình cũng xin nhận xét trải nghiệm mà game PUBG trên con máy này luôn nhé. Thì mình thấy là các thao tác rất chi là mượt mà trơn tru. Khi chúng ta nhảy dù, khi chúng ta ở phòng chờ thì vẫn rất là mượt. Thì mình cảm nhận khả năng chiến bung trên con máy này là rất ok luôn. Thì đó là một số nhận xét của mình về khả năng chiến là Liên Quân Mobile PUBG trên chiếc Oppo Reno 3 này. Nếu các bạn nào đã từng chơi PUBG hoặc là Liên Quân trên con máy này mà có nhận xét khác thì có thể là comment phía bên dưới cho anh em cùng biết luôn nhé. Và cuối cùng, nếu anh em thấy video này hay thì cho mình xin một like và một subscribe nhé. Bye bye anh em.